Xin chào tất cả các bạn nhé. Đây là cái hàng thùng ô tô của công ty mình đang kiện này. Con hàng này khoảng 10 cân đấy các bạn này. Rất là nặng. Con này nặng lắm. Đây là cái bản vẽ hàng ngày bọn mình phải làm đấy các bạn nhé. Xong rồi mới khoan. Đây khi làm này đẩy như một bình này đẩy đo là kích thước ngoài 140 trừ 0.04 đến 0.08 này. Đây là cái kích thước ở bên ngoài là phải đo đấy các bạn. Đây là cái này cũng vậy. Nhưng cái này thì mình ít rồi. Đây là từ 0 đến 0.1 này. Mình thường thường làm ở đây thì mình chỉ lấy cái kích thước ngoài này, phải đo nhiều đây 140 trừ 0.03 đến 0.08 theo hình bên ngoài của cái sản phẩm đấy. Đây này, nó hình như bên này. Đây là mình phải đo cái chỗ này nhiều. Con dao ăn tinh thì nó ăn này và phải đo con dao ăn lỗ nữa các bạn. Đây con dao con ăn lỗ đấy các bạn. Nó cho từ 120.7 cộng từ 0 đến 0.1. Mình dựa theo cái mép này nó ăn này. Đây. Ở đây là cái kích thước bên trong này. Đây là cái rãnh ở bên trong đấy các bạn nhé. Hai là cái chiều cao của cái này là mình hay đo đây. Đây. Đây là cái mặt một của nó các bạn nhé. Đây là cái mặt một đây này. Đây là cái mặt một hàng ngày. Nó ăn muốn đây rồi. Mặt một đấy. Đây là cái mặt một. Khi chạy mặt một, mặt hai thì nó chưa ăn đấy các bạn. Mặt khi nào nó ăn khi mình xong rồi thì mình mới xem mang lắp sang mặt hai các bạn. Bây giờ mình mang sang mặt hai mình đo. Đây các bạn. Quên chưa kìa. Cái này là mấy phút. Cái này là 8 phút 48 giây. Đây là mặt 2 các bạn nhé. Cứ chạy xong rồi thì nó mang sang mặt 2. Mặt 2 lắp bên này. Mình lấy một con chạy rồi đấy các bạn. Đây là một con hàng nó chạy rồi, nó ăn rồi đấy nhé. Ăn xong mặt 1, mặt 2 đây. Cái này thì mình phải đo bằng cái kích nước ngoài này, bằng cái ban me này các bạn. Nhân đây này nhìn rõ thì được 35 này, thì đây được 35 thì khó quá. Cái này được là 140 này. 195 50 vòng dưới 50 này, 90 139 thập 9 50 40 90
139.9. Cho lên bản vẽ có đúng không bác? Nó là mình vừa đo được là 139.9 các bạn nhé. Đây nó là 140. Đúng với cả cái bản vẽ các bạn nhé. Đây thì đây mình phải đo bằng cái thước đo lỗ này. Cái này nó cho chỉ cộng 1 thôi các bạn ạ. Thì mình để từ 0 đến 1. Đây các bạn nhìn nó đây từ 0 đến 1. Đây cái thước này nó cho từ 0 đến 1 đi. Thì nó cho cộng từ 0 đến 1. Thì mình phải để bên dấu dương này, để bên dấu cộng này. Thì mình để từ 90 đến 0. 90 đến 0. Đây là cái đo rãnh trong nữa các bạn. Cái này để dương 1 đi các bạn. Dương 1.5 đến 1.2 này. Cái này nó cho cộng đến từ 0.1 đến 0.2 thì tôi mình cứ để nó từ 15 đến 20 cho nó đẹp. Đây là cái mặt, đấy là cái mặt 2 các bạn, đây là cái mặt 1 này. Cái hàng này ăn xong rồi có rãnh. Mặt 1 thì mình cũng phải chỉ đo cái này thôi. Đây là cái đo cái bên này. Cái thước ngoài nó là 140 các bạn. 140. Đây vậy. Cái này thì mình phải đo. Đây là những cái quan trọng hàng ngày là mình phải đo đấy. Mình đứng máy là phải đo các bạn. Đây này. Cái chỗ này mình đo cái chiều cao này. Cái này là quan trọng. Bé quá thì là không được. Bây giờ mình thử chọn một con này vào đâu bao nhiêu. 155, 56, 57, 58, 59. 60. Cái này nó cho là 60 trừ 0.05 đến 0.1 các bạn nhé. Trừ 60 này. Trừ 0.05 đến 0.1 thì mình cứ để 0.1 các bạn thì nó đẹp. Vì khi dao nó cồn ấy thì là nó sẽ cao dần lên. Thôi mình xin kết thúc video ở tại đây. Chào tất cả các bạn ấy.